trông nuôi con thật khó, ôi sao là bao thứ lo mà các cô con của trông không ai giống ai hết. Na 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 na, mà xa mình còn phải làm sao nữa đây, vì các cô con mà xa sang tránh vô cùng. Cô khó tính, cô điều hoàn là thật cá tính luôn, làm cả trông hoang mang lo tùm lum hết trơn. Ah ah ah, oh please tell me what can I do. Dù thế mà mong chỉ con mà xa từ ngày trả lời mong mơ làm ta tôi ô nhưng mà ngoan phép với giờ lắm, xin dành riêng yêu thương cho biết cha. Ngày mai mang cho em những điều mới, những điều tốt, những niềm vui hân hoan cả vàng bước qua bước qua. Những ngày mưa gió, những ngày nhớ, hãy sống là chính em. Dạ con chào chú. Chào cậu. Dạ tôi hỏi đây phải nhà chú Thọ không ạ? Dạ tôi là Thọ nè. Cậu cần mua gì hả, hay là cần sửa gì? Ở đây cái gì cũng có hết trơn á. Đồ cũ nè, rồi đồ cũ cũ nè, rồi đồ cũ 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 nè, rồi đồ cũ rít nè, cũ mèo nè, cũ xì nè, nói chung là đồ cũ đồ xưa cái gì cũng có hết á. Cậu muốn mua gì? Dạ con không muốn mua gì đó. Con mời chú ký vô đây. Ký cái gì á? Ký gì á? Ê này 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 nè, định vô lừa gạt tôi hả? Tôi không có ngu đâu nha, tôi có chơi Facebook đó nha. Dạ dạ, đừng có hòng mà lừa tôi nha. Trời trời, chú nghe chú nói nghe người ta đánh con chết. Dạ chú trúng một chiếc tivi mà hình phản cỡ lớn. Cái gì? Cậu nói gì? Dạ tôi trúng một cái tivi màn hình phẳng cỡ lớn. Dạ đúng rồi chú. Ủa tự nhiên sao trúng? Lâu lắm rồi, nhà tôi đâu có mà... Dạ thưa chú, công ty của chúng con là công ty lớn thì làm sao mà giao hàng lộn được hả chú? Cho nên là chú Mạc Thiếu Hụt. Ê, thấy chưa? Lộn rồi, tôi là Mạc Thiếu Thọ. Dạ dạ. Tự nhiên là Thiếu Hụt ở đâu ra? Dạ dạ, dạ. Thấy chưa, nói lộn là lộn mà. Thôi. Dạ con xin lỗi, dạ con quên. Tại vì á, Thiếu thường hay đi với Hụt cho nên là con bị lộn. Mạc Thiếu Thọ. Đúng rồi. Đã trúng thưởng một TV màn hình phản cỡ lớn. Ủa là sao bây giờ ký vô đây là có cái tivi đó hả? Trời ơi. Ký vô đây. Bên nào. Rồi. Dạ cảm ơn cậu. Dạ đâu đây? Đây. Đây tivi màn hình thẳng. Cỡ lớn. Trời ơi, sáng ra coi. Của tôi dạ. Dạ thưa chú. Dạ. Dạ con xin chào chú. Cảm ơn cậu. Dạ. Ôi trời, anh Hai. Gì cưng? Trời ơi, em thương anh Hai quá, anh Hai hiểu ý em quá à. Trời ơi, em thương cái tivi mà để lên phòng em là hợp lý lắm luôn á. Trời anh Hai ơi, em thương anh Hai quá à. Đừng có đụng vô bơm ở trỏng rồi sao? Làm vậy. Bơm ơi, nhát gan quá trời. Anh Hai giỡn thôi. Gì mà nhát dữ vậy trời? Làm gì mà có bơm ở trong đó? Đồ trúng thưởng đó. Trúng thưởng anh Hai? Ừ. Ôi, nhưng mà anh Hai làm gì mà trúng thưởng? Ai biết. Tự nhiên có người đem tới nói anh Hai trúng thưởng cái tivi cái để đó. Thì mình nhận thôi. Làm gì có. Tôi không quan tâm chi cái chuyện tivi này đâu ra, đúng không? Anh Hai đang tính toán là để cái tivi này ở phòng nào nè, cho nó hợp lý nè. Để đâu ta? Anh Hai. Anh Hai là anh Hai của em đúng không? Đúng. Trước giờ anh Hai chưa bao giờ tặng em cái gì quý giá đúng không? Mà vậy thì bây giờ anh Hai tặng cho em cái tivi này đi. Anh Hai không phải tốn tiền mua mà lại có quà tặng cái em gái của mình nữa. Quá có lợi còn gì mà lại còn tăng cái tình thương giữa hai anh em mình nữa. Trời tính này dễ sợ nữa. Em là em gái của anh Hai đúng không? Dạ đúng rồi. Hồi đó giờ em cũng chưa tặng cái giống gì quý giá cho anh Hai hết đúng không? Đúng rồi. Rồi anh Hai quyết định tặng cái tivi này cho em.
dạ. Tăng tình thương chưa? Tiền rồi. Tăng tình thương quá rồi đó. Dạ. Rồi giờ em tặng ngược cái tivi này lại cho anh hai. Đây là món quà quý giá đầu tiên từ đó tới giờ em mới tặng anh hai. Tặng đi, tự nhiên anh hai cảm thấy tăng tình thương dữ dội lắm. Quyết định cuối cùng, tivi này của anh hai. Là sao? Trời ơi, có cái tivi thôi mà anh hai cũng tính toán với em nữa à. Trời, em gái ở với anh hai biết bao nhiêu năm rồi. Em thất vọng quá vậy anh hai quá à. Anh hai cho em thì được rồi. Nhưng mà rồi mấy đứa con gái của anh hai mà nó biết được rồi nó ganh tị rồi. Ôi, sao? Trời, nói sao biết. Ba. Mới về hả con? Con coi nè. Con coi ba con có được không? Có cái tivi thôi mà cũng tính toán với Út nữa à. Ba, cái tivi này là ba mua hả? Trời ơi, ba ơi. Ba ơi, ba ơi, con thương ba quá. Trời ơi, chưa có tới ngày sinh nhật của con mà ba mua tặng con cái tivi này rồi đó hả? Con đem lên phòng nhà con cắt ba. Thu Thiện, đứng đó, cách xa 3 mét cái tivi này. Con là con cháu ở trong nhà, con là đứa hiểu chuyện. Cái tivi này á là của ba con mua cho Út hả? Trời ơi, Út là Út của con. Út có nghe câu làm cô khó lắm phải đâu, chuyện đùa, có quà nho nhỏ là nhường cháu luôn, nhường cho con nha nha. Thì đúng rồi, có quà nho nhỏ là nhường cháu luôn, còn cái này nó đâu có nhỏ. Anh hai, cái này ba lên phòng em nha anh hai. Anh hai tặng ba. Cái này ba mua cho con không? Ba mua cho con ngày sinh nhật đúng không ba? Của anh hai tặng ba mà. Ba hai. Trời đất ơi, nhức đầu quá đi à. Hai cô cháu dễ sợ quá đi à. Có một cái tivi thôi. Lần nha. Bực quá. Hợp. Hợp gia đình khẩn cấp. Hợp. Chính xác. Hợp. Tất cả chú ý, hôm nay ba mở cái cuộc họp gia đình này là có một chuyện hết sức quan trọng. Đó là bỗng nhiên nhà mình có được một cái tivi. Mặt ba không biết để cái tivi nằm ở chỗ nào. Phòng khách đã có một cái. Ba đang phân vân không biết là tivi này sẽ để ở phòng nào. Theo ba, trong ngôi gia này ba là người lớn tuổi nhất, cho nên tivi sẽ để trong phòng của ba. Không được. Em cũng là người lớn, giả lại em là con gái, chân mềm tay yếu. Ý lộn, chân cứng tay mềm. Không, nói chung là có tay có chân. Vậy vậy đi, em phải đi lên đi xuống cả ngày trời, cho nên cái tivi này đặt ở phòng em là hợp lý nhất. Đúng. Con là cô giáo, việc tiếp cận với thông tin thời sự mỗi ngày là việc của con, mọi người không cần biết. Chính vì vậy tivi phải đặt ở phòng của con. Đúng rồi, mà thêm một lý do chính đáng để cái tivi này về đội của con và chị hai. Là sao? Là mỗi lần con làm ra tiền, con đâu có tiếc gì với gia đình mình đâu. Con hay mua quà cho mọi người. Nè, cái áo này là con mua cho ba đúng không? Út, cái váy này là con mua cho Út đúng không? Đúng. Chị hai, cái cặp của chị là em mua cho chị đúng không? Còn con này á, mày lạ quá à, tao chưa biết mua gì cho mày nữa. Nên thấy chưa? Cái tivi đó là của con, tại vì nhà này con thiệt thòi nhất. Đúng không? Đúng. Chính xác. Yeah. Trời ơi. Nhưng mà con không có gì đổi của em. Đổi của Út. Của em. Không gì. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Cái tivi phải về đội của chị. Của em. Em đổi của em. Sao vậy? Trời đất ơi trời, tôi la 800 cái thay lương á mà không có bà nào chịu thay hết á. Bực mình quá đi thay. Thì ghê quá, giống hậu cung nội chiến quá. Cung tâm kế. Cái tivi không thuộc về ai hết đúng không? Chưa có ngã ngủ đúng không? Cho nên tạm thời cái tivi này sẽ để trên phòng của ba. Không được. Không được thì nghỉ, mai họp tiếp. Họp chừng nào được thì thôi. Vậy đi. Thank you.
ông Thọ. Ông Mặc Hiếu Thọ. Về. Ủa, nãy giờ biết tôi tới hả? Dẹo là biết rồi. Cần gì phải lên tiếng. Từ từ phồn. Biết mà, già rồi, suy tư nhiều, sầu não nhiều á, nó chỉ già hơn đó. Có gì cứ nói ra hết đi. Nè, cà phê đi. Cà phê ha. Trời ơi, hút vô sao thổi ra. Tỉnh chưa? Không có tâm trí. Chị nói đúng, mình lớn tuổi rồi, có chuyện gì đừng có chôn giấu, đúng không? Đúng. Nó bị ức chế. Đúng. Cho nên mình phải nói ra. Đúng. Thà đau, đau một lần rồi thôi. Đúng. Ừ. Nói ra đi. Nói ra đi. Tâm tư tình cảm như thế nào nói ra. Để người ta còn tính. Tính gì? Chứ giấu làm gì, chuyện tình cảm mà. Giấu gì tình cảm gì? Trời, bà nói đi đâu vậy bà? Trời ơi, tôi đang suy tư cái chuyện tivi trúng thưởng nhà tôi. Bây giờ á, mà đem bán thì tiếc, mà để vô phòng tôi á thì thấy mình ích kỷ quá. Tại vì á, trong nhà bây giờ đứa nào nó cũng cần cái tivi hết trơn á, không biết giải quyết làm sao, hiểu không? Gì vậy, bị gì vậy? Tụt huyết hả? Bị tụt huyết. Bình tĩnh lại. Tỉnh rồi. Sao? Cái chuyện tivi phải không? Dễ. Yeah. Chị có cách hả? Bốc thăm trúng thưởng. Chị làm trọng tài hả? Ủa? Ê, nhờ chị làm sao mà tôi bốc trúng nha cái tivi để tụi về tôi nha. Chứ nếu không á, tôi bỏ luôn, tôi không qua uống cà phê nhà chị nữa. Dễ ẹt. Oh yeah. Dễ đi. Ở cái da chàng, ở cái da chàng. Tất cả tập trung. Không ai được nhúc nhích, nhất cử nhất động. Không được thở. À không, thở nhẹ. Mọi chuyện đã đến hồi rất căng thẳng rồi đây. Từ khi ngôi nhà chúng ta xuất hiện một món quà là cái tivi bất ngờ như thế này, là bỗng nhiên ngôi nhà xảy ra biết bao nhiêu chuyện xào xáo. Có đúng như vậy không anh Thọ? Đúng rồi đó. Chia năm xẻ bảy, giành giật nhau cái tivi. Bực mình. Đó, chính vì vậy tôi năm lựa với cương vị là một người hàng xóm không liên quan gì đến mọi chuyện trong gia can này, tôi sẽ đứng ra để phân chia cái tài sản này. Ở đây không có ai công tâm bằng năm lựa. Chính xác là thích vậy. Tất cả hãy nghe đây. Theo cái sự chỉ đạo của anh Thọ, tức là chủ cái gia can này. Nhờ giả chứ không có chỉ đạo. Nhờ giả. Chỉ đạo là tính toán trước, còn nhờ giả, nhờ chị qua đây sắp xếp giùm. Nhờ qua đây sắp xếp giùm. Giải quyết giùm cái chuyện này. Giải quyết giùm cái chuyện này. Ừ. Đó, câu chuyện là như vậy đó. Và với một cái sự tính toán rất là đặc biệt, rất là hấp dẫn, rất là ly kỳ, vô cùng cuốn hút, chúng ta sẽ đưa ra những lựa chọn để phân chia món quà này một cách hợp lý nhất. Cho tôi hỏi một câu, trong gia đình mình đã chia làm ba phe rồi đúng không? Ba đội. Ờ. Đội. Đội. Phe. Phe phe. Thôi. Phe và đội. Như vậy cho nó công tâm. Tôi có 5 lá thăm. 1, 2, 3, 4, 5. Nếu như đội nào bắt được lá thăm số 1 là coi như đội đó được hoàn toàn hưởng cái tivi đây. Đó, chỉ nói vậy thôi đó. Thôi đi, bóc đi, vậy đi. Giờ sao, giờ bắt thăm phải không? Mà tôi bắt trước à. Thầy, tao chặt tay à, tao chặt tay à. Tao chặt rụng tay hết, không có tay cầm đũa ăn cơm à. Ngang. Ba là lớn nhất, để cho ba bóc. Tất cả hai trật tự. Còn có ý kiến gì? Thưa ba, thưa dì, con nghĩ là phụ nữ phải được ưu tiên. Đúng, đúng rồi. Được, ở đây không ai có quyền nói cái gì ngoài năm đây thôi.
Bởi vì Năm đang là người phân chia tài sản, đúng không? Cho nên bây giờ Năm sẽ là người quyết định. Cô Út. Dạ. Có phải là cô Út là Út nhất trong cái nhà này theo cái dòng trên đúng không? Đúng rồi, em Út nhất nè chị. Em lúc nào cũng sát cánh bên anh hai em. Em là người phải lo mọi thứ trong cái căn nhà này. Đúng, chính xác. Chị lúc nào chị cũng công con, minh trời ơi. Dạ. Có phải con là cái người lớn nhất ở cái dòng dưới đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng. Dạ, con lớn tuổi hơn cả Út nữa. Đúng rồi. Còn con mẹ là chi vậy trời? Con có phải là Út nhất ở cái dòng giữa dưới này đúng không? Đúng. Con là Út nhất cho nên con được bốc. Đúng Năm. Đúng rồi. Đội này được bốc chưa? Đúng rồi chị Năm. Bốc. Đội này bốc. Bốc đi. Bốc. Trật tự. Con. Con là đứa ở giữa. Tội nghiệp. Đúng rồi. Thôi nhất khổ lắm. Con khổ lắm Năm ơi, cho con bốc trước đi. Thôi Năm được rồi. Ơi. Qua cái tình cảnh này á, thì Năm sẽ quyết định như thế này. Anh Thọ là người được bốc trước. À, rồi ba bóc xong rồi, ba bóc chưa, ba bóc nó có người bóc rồi. Rồi bóc xong rồi đó, ai bóc bóc đi. Đi hai bóc không được rồi, phải để cố bóc xong rồi đó. Để đặt cái này lại cho. Cố lên, cố lên, một cái tao, một cái thôi, cố 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 lên. Mỗi người một cái, mỗi người một cái. Cái gì, cái gì vậy? Mày cầu nguyện cái gì vậy? Mày cầu ba má nào? Tao đang ngồi đây mà mày cầu hả? Mày muốn đưa tao lên bàn thờ ngồi lắm hả? Dạ, dạ, chưa ba, dạ, chưa ba. Bạn bè người cô chú gần xa phù hộ cho con xin một nhìn xin một nhé. Tất cả mọi người đã cầm trên tay lá thăm của mình rồi, có đúng không? Rồi, rồi, rồi. Nhớ giữ kỹ. Sau khi năm đến 3 tiếng thì tất cả những lá thăm được bày thẳng ra lên bàn một cách công minh. Bắt đầu. 3 2 1. Nè nè nè, số 1. 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 Thôi. 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 Cái gì vui? Không có gì để tụi con vui, không có gì để em vui hết trơn á. Anh số 1 đây nè. Ủa? Ủa? Số 1 mà. Số 1 mà. Số 1. Gì vậy? Bên này ăn vàng dễ sợ không? Một đội mà bóc hai đá là dễ sợ thiệt á. Loại đất ơi. Trời đất ơi, sao số 1 không vậy nè? Cái gì vậy bà nội? Trời đất ơi, bà nói với tôi á là Năm. Sao số 1 không vậy? Hả? Bà nói á là cái thăm nào có cái bục rùi mới là số 1. Tôi bóc ngay cái bục rùi đây nè. Mà sao cái nào cũng 1 hết trơn là sao? Hả? Sao kỳ vậy ta? Làm như có gì sai sai á. À thôi. Còn một cái điều lệ nữa mà lúc nãy Năm quên tuyên bố, bây giờ cũng chưa muộn. Đó là ai bốc trúng lá thăm số 1 rùi sẽ được món quà đặc biệt này. Thôi đi, đừng có lắp liếm. Nhờ có nhiều chuyện đó cũng làm không xong nữa. Tôi mệt chị quá. Trời. Thôi, 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 thôi. Mai mốt tôi không có uống cà phê bên chị nữa đâu. Giận rồi, giận luôn. Thì ra là vậy. Không động. Ăn gian phải không? Công bằng. Sao? Cả nhà thấy làm sao? Ba quyết định á, là để cái tivi này ở đây thay cho cái tivi cũ. Ha? Mọi người có đồng ý không? Im lặng có nghĩa là đồng ý. Rồi, vậy đi. Cái kiến của tôi đâu rồi? Cái mắt kiến đâu? Đứa nào giấu mắt kiến của tôi? Quá trời, quá đất à. Con lượm được đó. Cặp mắt là quan trọng nhất. Vậy mà ba giục lung tung hết. Ta thấy con đi ngủ con cũng đeo nữa. Rảnh quá. Ngủ cũng đeo mắt kiến. Ừ. Trời, đá banh, đá banh. À, đúng đài, đúng đài. Ta đội nào vậy ta? Đội nào với đội nào đây? Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Một xíu đi, một chút xíu thôi à. Gì con nhỏ này? Trời ơi, coi thời trang á, không có tốt cho kiến thức. Hiểu không? Bây giờ để chị mở tin thế giới, để mình biết tình hình thế giới có chuyện trời gì xảy ra. Trời ơi, trời ơi, mình phải coi phim Việt Nam. Ủng hộ với Việt Nam chứ, coi phim. Thôi đưa cái remote đây cho Út coi phim Hàn Quốc chút đi. Trời ơi, Út đang theo dõi mà bỏ sót tập nào sao mà hiểu được. Đó, thấy chưa, phim Hàn Quốc hay lắm. Trời ơi, đó, 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 tình tiết. Đó, đó, tình tiết cái gì, cái kinh, kinh. Anh đây hai. Rồi, đáp anh đi. Thôi không có đáp anh đâu, tiếng cho con có thời gian. Phim mà. Trời ơi, con biết đáp. Thầy, 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 thầy. Nhà này tôi phải la thầy thầy hoài vậy đó hả? Tôi mệt mỏi quá.
thiệt tình á. Coi đá banh là cũng được rồi mà. Ủa sao tivi tắt ngấm rồi đây nè? Đó, bật qua bật lại, bật qua bật lại đó. Bực mình quá đi thầy. Chạy nhanh lên, chạy nhanh vô, nha. Trời ơi, đúng rồi. Vậy quá. Đó, phải như vậy mới được chứ. Gì trời, gì thổi phạt, trọng tài kỳ á. Gì vậy ố? Của anh hai rồi, tới em. Trời ơi, trời đánh đồng quá. Thôi sao mới coi có chút xíu mà hết giờ trời. Trời bệnh ung thư rồi, chết rồi. Trời, dĩ nhiên chết với bệnh ung thư rồi vậy. Cuộc tình này sao éo le quá. Ôi trời, thế thương quá. Trời cảm động quá. Chẳng lẽ chết như vậy sao? Trời ơi, con ơi, con ơi. Con thấy không? Dĩ nhiên đẹp ha, mà chết ủ quá à. Mình không thương lắm. Đúng rồi, đúng hết dạ rồi đó. Đúng hết dạ rồi, tới con rồi đó. Tới con, tới con. Chưa mà, chưa đã mà con. Hết dạ rồi. Trời ơi, sao mà cái đầm này đẹp quá vậy? Ước gì mình cũng có một cái như vậy. Ước gì mình có một cái như vậy. Hết giờ, tới giờ chị xem tin tức thời sự rồi. Tình trạng mua nhầm, ăn nhầm thịt lợn không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm không phải là chuyện hiếm gặp với người tiêu dùng hiện nay. Đặc biệt những thông tin về thực dược biến thịt thối thành thịt tươi hay thịt bẩn ùn đổ vào các tỉnh thành đã khiến không ít người. Hết giờ, tới em. Nhưng mà. Hết giờ, tắt tivi. Rồi vô xuất đi, xuất đi, lên lên đồ đã. Ơi suốt vô, suốt. Rồi suốt. Vô, vô. Ủa không vô hả? Cũng đụng vô được. Công nhận nè, cái tivi còn nét dễ sợ ha. Trời ơi, cảm ơn anh nha. Công nhận á, cái tivi này tuy nó cũ nhưng mà nó đẹp mà nó bền quá. Hàng của tôi lúc nào cũng bền hết đó chị. Hả? Ý tôi nói là đồ của tôi xài lúc nào cũng bền hết á. Tại tôi xài kỹ. Đã không? Rõ. Ủa, ghê á. Đã quá, đã quá. Ừ. Nè, bây giờ á, ông ngồi đây đi. Uống ly cà phê với cái tivi này. Quê. Ở đâu ra? Có ly cà phê mà đổi đổi với cái tivi. Tôi buồn buồn, tôi đem về bển lại đó. Ê, nè, nói kỳ vậy? Cho rồi, buồn buồn lấy lại. Alo, à Thọ đây. Hả? Cái gì? Tôi trúng thêm cái tivi nữa hả? Cái gì? Trời, trời. Ê, tôi trúng thêm cái tivi nữa rồi. Nè. Ôi trời đất ơi, cái gì mà trúng hoài, trúng liên tiếp vậy trời? Người gì mà hên dữ vậy ta? Trời ơi, kêu cũng thèm trả lời nữa à. Thiệt á, bởi vì con người ta khi mà có của cái thái độ nó khác liền à. Ông nói chờ tôi đi. Năm tính tiền nha Năm ơi. À, gì? À, chờ Năm quay lại liền nha. Dạ, thay mặt công ty xin lỗi gia đình, xin phép gia đình. Chết đi coi cái, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cho tôi ngắm nghía chút xíu coi. Trời ơi, cái tivi này bự quá à. Ông Thọ may mắn quá, có món quà này đã quá luôn á. Trời ơi, đã quá. Gì vậy? Gì ôm ấp mà thấy ghê vậy trời. Để người ta đem đi đi.
Ủa mà mang đi là sao? Sao vậy? Sao không giữ lại? Tự nhiên để người ta mang đi là sao? Cho hả? Cho cái gì mà cho? Người ta gửi nhầm địa chỉ. Bây giờ người ta trở lại, người ta hốt về. Hiểu chưa? Làm sao? Phải chi để ở phòng của em đi. Bày đặt để đây làm gì? Để giờ không có cái tivi để coi. Chưa chưa. Tức là giờ nhà không có cái tivi nào luôn hả? Xí ông Thọ, cái tivi cũ nhà anh hôm bữa anh cho tôi rồi á, hiện nó đang nằm bên nhà tôi á. Bữa nay đừng nói đổi ý đòi lại nha. Thôi mệt quá. Nhà này á không có còn hơn. Có một cái tivi à, xáo trộn hết trơn à, náo loạn hết trơn à, tranh giành. Mệt ghê vậy đó. Được rồi, đợi đi. Đợi mai mốt tôi trúng số độc đắc á, tôi mua cho mỗi người một cái bự gấp đôi cái đó đó, cho vừa lòng mọi người nha. Bực mình còn ba nữa. Tôi đâu có nói là tôi đòi lại đâu. Chưa gì mà sợ người ta lời qua bển người ta hốt lại cái tivi. Tham quá. Tham quá không có tốt. Đừng có tham. Bực mình. Bực quá. Trời ơi, lại giận nữa rồi à. Tao nói có gì đâu, cái sự cố này nhầm lẫn này đâu có ai mong muốn. Mà hả, đã nói rồi, cái gì của mình thì nó mãi là của mình, đúng không chị Năm? Đâu có gì đâu mà tiếc nuối. Trời ơi, nói thiệt tụi con cũng buồn làm gì. Năm thấy cái cách giải quyết này là hay nhất nè. Khỏi cần phân chia phe phái, khỏi cần bốc thăm trúng thưởng, bắt Năm làm trọng tài mệt muốn chết luôn à. Vậy đi, cho nó khỏe. Ha.